cứ theo tao mày. Từ từ tao làm gì mày cứ theo mày hỏi tao nói. Mày nha, bắn nào là nổ đâu à? Trái nào bắn là trái nè. Đau mà thế. Cái này ai làm cho chú ạ? Tao tự sáng chế là làm chứ. Nhưng mà có điều nào cái quạt này nó chưa mạnh lắm, nó quạt nó bay, tức là cái này nè, nó khóc 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 nó bay, nó cháy rồi nó ra lửa nó cháy. Khu Việt Nam á, nó mang cái truyền thống của quân đội dân Việt Nam. Đầu tiên về chuẩn bị đánh với Mỹ cũng có 34 chiếc máy bay và khoảng 36 phi công gì đó. Nhưng mà đối với lực lượng của Mỹ á, thì nó ba cái tàu hàng không mẫu hạm của nó ở vịnh Bắc Bộ, mỗi một chiếc nó là 60 chiếc máy bay rồi. 36 là 18 chiếc, 180 chiếc. Đó là ở biển. Còn với Thái Lan ba cái sân bay thì có thể nói là mỗi sân bay nó cũng hàng trăm chiếc nữa. Và mỗi lần nó vào nó đánh ở miền Bắc á thì ít nhất phải vài chục chiếc. Vài chục chiếc nó đi vào mỗi lần á, tức là khoảng chừng 10-15 máy bay ném bom thì cũng phải 7 đến 10 máy bay để đi bảo vệ. Thì mình so với Mỹ thì phải nói là về số lượng thì ta rất ít. Về chất lượng thì máy bay của ta MiG-17 chưa được gom tốc. Bắn thì bắn bằng súng. Còn Mỹ á, là máy bay nó là vượt 2 lần gom tốc. Và nó dùng tên lửa chứ không phải dùng súng như mình. Còn nói trình độ phi công thì phi công Mỹ, những cái người mà vẫn những tên phi công của Mỹ nó sang Việt Nam nó đánh nhau bên này thì ít nhất nó phải 500 giờ. Còn phi công mình bao nhiêu? Chúng tôi về tốt nghiệp từ máy bay sơ cấp tất cả khoảng 300 giờ. Thì nói là so sánh về lực lượng, về vũ khí, về kinh nghiệm, về tất cả các thứ gì đó thì nói chung không có thể nói so sánh được giữa phi công Việt Nam với phi công Mỹ. Mặt hồ gặp nói mấy chú người miền Nam nha, mấy chú học lái bài, mấy chú phải học giỏi để sau này thống nhất nước nhà đưa bác về thăm đồng bào miền Nam. Đồng bào miền Nam thấy mấy chú là người miền Nam mà ra được đảng nhà nước cho đi học máy bay, đồng bào miền Nam vinh dự lắm. Không, mỗi lần gian nan nhất là tao nghĩ đến chuyện bác nói vậy, tao phải phấn đấu, tao thành công coi như là trong một năm là hết chương trình là coi như tao đạt được. Máy bay MiG-17 bắn bằng súng mà tổng cộng của nó là chỉ có 200 viên đạn thôi, 40 viên đạn 37 ly, còn lại là 23 ly. Và nếu mà trường hợp mà mình lỡ tay bắn hơi nhanh, hơi chậm chút, buông cò hơi chậm chút là nó ra hết nửa rồi. Trong vòng có 7 giây là coi như hết 100 viên đạn. Thành ra máy bay MiG-17 là chúng tôi đánh thì tôi hay dè dặt về vấn đề quả lực của mình. Mình bắn sao được, có thời gian để có thể bắn được nhiều lần. Chứ không phải miết cò cứ gặp thấy ngon cứ miết hết cò rồi cuối cùng à, lỡ có những thằng khác còn những thằng khác nó vào thì mình không đánh được đó. Nó thành ra nói là cái bài MiG-17 là tôi hình dung MiG-17 là đánh nhau cũng như hai thằng đánh quyền Anh đó, đối mặt nhau cứ thẳng mặt nhau mà đấm nó thì nó mới thích. Chứ còn sau này mấy ông kêu tôi bảo thôi chuyển sang MiG-21, tôi bảo không, tôi đánh quen MiG-17 rồi, tôi cứ dùng MiG-17 tôi đánh. Tôi khoái nhất là phải đối mặt với nhau, đánh thật gần, đó phải sướng. MiG-17 á,
vì cái tốc độ nó nhỏ, không thể nào anh dẫn phía sau vậy được. Đó. Đối với mít vậy, vài trận rồi tôi thấy tôi rút kinh nghiệm, tôi đề nghị dẫn đường là dẫn về cái phía trước để làm sao cho tôi tiếp cận được cái mục tiêu, rồi tiếp cận được đối phương. Thì khi tôi xông vào thì dứt khoát bắt buộc đối phương phải gọi là đánh với tôi. Có góc độ này là nó bắn khi mà gần nó phải an toàn. Nếu mà mình bám thẳng sau, một là cái luồng khí dưới cự ly gần á, 100 thước là nó thổi mình chịu không được. Mà mình bắn á thì có thể là chúng nó bay, những mảnh đạn nó bay qua chúng mình thì phải dưới góc độ là 45 độ, tốt nhất là 45 độ là tốt nhất. Chứ còn nếu mà ngang thì cũng bắn không được, bắn không bao giờ trúng. Thành ra nói là cái lối đánh của MiG-17 là phải đánh gần, gọi là bám thắt lưng địch mà đánh, mà nổ súng thì phải cho nó chắc ăn. Tôi bao giờ tôi nhìn thấy máy bay rõ rất số hiệu đó tôi có thể thấy, nhiều khi thấy cái đằng đầu thằng phi công luôn, với cự ly đó là khoảng 150 km/h. Tôi thấy vậy tôi mới nổ súng, chứ còn nếu mà ở xa mà tôi không bao giờ tôi bắn. Tôi bắn là dưới khoa mà máy bay rồi. Bắn phát nào là phải trúng, không dùng máy ngắm nhé, bắn bằng mắt ước lượng. Đấy là cái phẩm chất mà tôi thấy là rất là hay. Mà sau này thì cụ là thủ trưởng bọn tôi thì cụ không nói nhiều đâu, mà tính kiên quyết thực hiện nhiệm vụ rất cao. Thế nên là chúng tôi học được cái tính kiên quyết nhiệm vụ. Quá trình chiến đấu thì cũng không ai nghĩ là cụ Bảy trở thành anh hùng nổi tiếng thế trong cuộc sống bình thường. Thế nhưng mà rõ ràng tôi thấy là phi công chiến đấu như cụ Bảy là những kẻ mà không ai dạy được, tự cụ trưởng thành. Ngày 5 tháng 9 năm 66, ngày 2 tháng 9 là tôi đồng chí Mẫn á là cũng đã đánh nhau nhiều rồi, thế cấp trên mới nhường cho những người mà chưa đánh để lập công để mừng ngày 29 mà. Nhưng mà đến ngày mùng 5 rồi nó không vô, thì ngày mùng 5 sáng cho chiều bắt đầu nó vào. Tôi vẫn lên có cánh lên thì gặp nhau vẫn nhau đó. Thì nói là khi mà tôi vào tôi nổ súng, cái chiếc thứ hai nó rớt rồi tôi kéo ra, thì số 2 tức là đồng chí Mẫn vào bắn trong vòng có 40 giây. Tôi hai người hạ luôn hai chiếc vào. Mà đánh một cái trận phải nói nó ý nghĩa, nhưng mà nó nhẹ nhàng lắm, chỉ còn như bài tập. Tôi cảm giác như bài tập. Tôi bắn cái xong rồi rớt cái tôi kéo ra, tôi vào thứ hai và còn kết cho hai luôn, bắn cái này rớt xuống luôn. Thì hai người tôi kéo máy bay về sân bay Gia Lâm. Thì tổng cộng khi bắt đầu nổ xuống cho kết thúc 45 giây. Khi về rồi xong xuống rút kinh nghiệm tất cả các thứ, tối 4 giờ chiều thì trong lãnh đạo chỉ huy báo cáo lên bộ phòng báo cáo cho bác hồ hôm nay chú nào bắn rơi vai bảo chú Mẫn, chú Bảy, bác nhớ ngay gì cái lần trước gặp bác thì bác hỏi tên rồi chú nào miền Nam, chú tên gì, ở đâu. Tôi nói tôi là tình Bảy ở Sa Đéc, Mẫn bao tôi cháu tên Mẫn ở Bến Tre. Thế thì bác nhớ ngay, bác nói à chú Bảy là người Sa Đéc, chú Mẫn là người Bến Tre đó. Là bác gửi luôn hai huy hiệu. Sáng mai là tụi tôi có ở lãnh đạo là giao huy hiệu tôi. Cái trận đánh nhanh nhất mà phải nói khen thưởng cũng nhanh nhất lấy là cái trận tôi nhớ đời. Mấy cái thằng Mỹ mà nó qua đây, nó đi cầu khỉ này rồi, nó quánh với tao hồi xưa, bây giờ nó qua nó đi cầu khỉ. Tao mới nói mày, tụi bây thằng Mỹ qua đánh Việt Nam tao. Đó, Việt Nam tao vậy đó, hồi xưa Mỹ quánh tao chỉ vậy đó. Bây giờ Mỹ sao mà đi được cái cầu này, đúng không?
mà dài mà dưới mày chạy sao tụi tao chân rong của tụi tao quánh tụi mày. Nhưng mà tại sao mình là đánh thắng đánh thắng mà bà nghĩ vậy á? Mình á với ý nghĩa là chiến tranh nhân dân, cả dân tộc Việt Nam, cả miền Bắc, dân miền Bắc là tham gia để chống lại những máy bay không quân Mỹ. Mình có tên lửa cao xạ rồi súng phòng không của các địa phương tất cả, rồi dân quân tự vệ ta có súng trường ta cũng bắn máy bay. Thành ra cái việc đánh của mình á thì mà chúng tôi khi về nước thì có ba mấy chiếc bay. Như bác Hồ nó có nói nè, bây giờ tuy là cái máy bay mình là hậu nhưng mà nó vẫn là cái máy bay. Chứ xưa ra ta đánh Pháp nó có máy bay, nó có xe tăng, mà ta chỉ có súng trường tầm bông vọt nhọn thôi mà chúng ta vẫn đánh thắng Pháp được. Thì bây giờ các chú không quân nói gì nói cũng là cái máy bay, các chú bay lên trên trời thì các chú phải đánh lần đầu tiên là phải đánh thắng trận đầu. Thì ông mới nói là quân đội nhân dân Việt Nam mà ông Giáp tổ chức có 34 chiến sĩ giải phóng quân, nhưng mà trong vòng 3 ngày 4 ngày gì đó trong tuần lễ thì đánh thắng trận đầu tiên là pha khắc nạn ngần đó. Rồi hải quân người ta cũng có đầu tiên là phóng ngư lôi, nó phóng cái khu trục của Mỹ đó. Bây giờ không quân các chú cũng phải là làm sao đánh thắng trận đầu tiên đó. Thì bác mất chẳng những người phi công là người cán bộ mà tất cả toàn dân đều xúc động khi bác mất. Là vì tôi được túc trực đứng đằng sau bác. Hôm cái ngày mà lỡ chi điều đó thì tôi về đơn vị tổ chức bay 12 chiếc bay từ Kép, bay thông qua cái quảng trường Ba Đình để tiễn bác. Nhưng mà nhiều khi mấy ông kể bay thấp đâu có được, quy định là phải đúng như thế, không có được nghiêng cánh, không có được gì, tất cả bay và là bay qua coi như là 12 chiếc xếp thành 3 biên đội, là bay coi như mỗi biên đội 4 chiếc, là cứ như thế bay thẳng qua. Nhưng mà nói bay lo lắm chứ, nó lỡ nó coi việc gì sao, đúng không? Mai bữa trời cũng tốt, nhưng mà vừa ra khỏi thì mây mù túa xua luôn. Tụi tôi mạnh ai nó giải tán ra khỏi phạm vi rồi, mạnh ai nó giải tán mỗi người đi đường về sân bay Hà Cánh. Thành nó nói là khi bay qua Ba Đình nó nhiều mấy ông nhà bao không kể bay thật thấp xuống này kia này, nghiêng cánh làm gì có cái vụ đó. Nó mình là cứ bay là được, bay làm sao cho nó thật an toàn, nó nghiêm túc, nó thật an toàn là được rồi, chứ nghiêng cánh rồi bay thấp đâu. Tôi quy định là 500 thước là phải 500 thước, 300 thước là phải đúng vậy đó, bảo đảm đúng y chang, không có được lên nó thấp. Để mày biết cái này là gì không? Hồi xưa Mỹ nó để chai bơm trong này, hai cái nó úp lại. Mỗi chai bơm nó đưa qua mình là nó để trong cái này. Tao mà lấy tao làm cái xuồng. Mày cứ theo tao mày. Từ từ tao làm gì mày cứ theo mày hỏi tao nói. Đánh khi mà tao đánh đến cái trận thứ 13 tao hạ được 7 cái bài rồi đó. Ngày 14 tháng 5
năm 66 là cái thằng bạn của tao nó đánh hy sinh, thì đi cũng đánh ở khu vực bao vây Hòa Bình ạ. Thì hôm bữa đó trời nó có mây, mây khoảng trên 4.000. Tụi tôi đánh mít 17 thì bao giờ cũng kéo nó xuống chứ không có lên trên mình thua nó, mình kéo nó xuống thấp. Nhưng mà đi mây ở dưới mây không được. Hôm bữa đó 4 chiếc bay mình lên trên, kể ra cũng không thua, cũng què thôi. Mình bắn rơi nó 2 chiếc, nó bắn rơi mình lại 2 chiếc thì cũng què thôi. Đi nè, không mày cứ theo tao, tao đi nhiều, tao nhiều việc lắm. Nếu mà tụi mày ở đây còn ngày mai còn là đường ngày nữa. 17 tuổi hồi chiến dịch Điện Phủ bắt đầu thì tao với nghe cũng nghe mấy ông đọc báo đài nó Điện Phủ đánh Pháp này kia, nó tao sợ hai nữa. Ông già bắt cứ vợ, tao sợ, nói cứ vợ, muốn vợ nhưng mà cái tuổi rồi, muốn nhưng mà cưới thì sợ, nên bỏ nhà trốn đi luôn. Hồi xưa nói lớp 3 thì tao không biết lớp 3 là nhiêu, nhưng mà đại khái tấn cộng 1 cộng 1 là 2 thì tao biết, 2 cộng 2 là 4 thì tao biết, còn nói còn có số lẻ là tao không biết đó. Tao thi lên lớp 3, lớp 4 mà cuối cùng chật lắc luôn. Bây giờ không quân nghe học rồi. Không quân hôm nay bây giờ học, bây giờ trình độ lái bay phải có trình độ lớp 10. Lớp 10 là trình độ hồi xưa 10 trên 10 đó, cũng như bây giờ 12 á, đó. Đó. Không nói giờ. Đại số tao học có nửa tiếng hồ xong. Nó đại số là gì? Đại số là hồi xưa các ông chỉ học lớp dưới hay con này nè là số trừ nè, số này số cộng nè. Bây giờ đại số cái này là âm nè, cái này dương nha. Rồi chữ A, chữ B, chữ C gì đó, nó đại diện cho số gì đó. Là coi như ông nói xong còn nửa tiếng rồi. Xong đại số rồi. 7 ngày lên 7 lớp, tức là lớp 3 mà bồi dưỡng trong cái vòng 7 ngày phải lên đến lớp 10 mà, đúng không? Cái định lực, tụi mày biết cái định lực Bentley, định lực đường vòng ống vòng á. Tốc độ nhanh thì áp sức rất nhỏ, tốc độ nhỏ thì áp sức lớn. Dễ học, mình học, mình cứ công nhận vậy thôi chứ có biết gì đâu. Nhưng mà tới giờ khi thực tế đánh nhau, máy bay tao đang bay nè, tốc độ 800 km/h giờ, nó bắn tàu hỏa tên lửa, bể bấy ra trời luôn, nó lủng lỗ ngay chỗ buồng lái nè, một lớn, mà tốc độ 800 km/h giờ rồi, tao sợ nó gió nó vô nó loài con mắt luôn, lấy tay tao mình là nó hút ra, nó hút tay ra, tao mới nhớ lại, à thầy giáo dạy. Cái luật bắt đường vòng ống vòng đây, đúng không? Rồi tao mới rút tay vô, tao mới điều khiển lại bình thường. Nhưng mà biết không, nhưng mai là cái lỗ lớn vậy. Chứ cái lỗ mà nếu mà bằng mà lớn, tao bịt ra nó hút cái tay tao ra, tao không biết sao kéo vô nữa. Cha xin mày ra đây là bây giờ mày cứ bây giờ tao sống một cuộc sống rất là bình dân, dân giả mà. Bây giờ đó nhà nước nuôi tao dư sức sống, tao phải làm, đúng không? Tao làm cho nó rèn luyện sức khỏe rồi cơ đó, tao phải làm.
xưa đó tao về tao tạo miếng đất, tao lao động, tao quen rồi, tao làm thích, tao thích lao động. 6.000 mét vuông tao mới lên vườn làm chuồng, tao nghề quay heo nữa, làm chuồng heo, làm cái lò quay heo, cái bên con nào mà nó chết tao quay tao thịt. Đấy. Xong làm 3-4 năm vừa cao chuồng VAC, làm 3-4 năm lỗ, tao nhờ có đồng lương chứ không lỗ, lỗ tao nghĩ cách tao chơi VAC đi bán ăn dần. Vòng 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 này chơi mới đã đó. À, không bán nha. Cụ nói cụ học lớp 3, nhưng cái văn hóa nó không nói lên nhiều lắm về phẩm chất, mà chính cái tư cách phẩm chất cụ từ hồi nhỏ hình thành lên, nên cụ trở thành một con báo gấm trên trời. Dưới đất cụ rất hiền, lên trời cụ cực kỳ tinh danh, cực kỳ kinh nghiệm và đầu óc tưởng tượng không gian giỏi. Thế nên là cái đó là cái quan trọng nhất.